So sánh tính kim loại của sodium và magnesium. Chuẩn bị rồi, ok, chúng ta có cái thao tác. Đây là cái mô hình, đây là cái câu hỏi về làm thí nghiệm đúng không ạ? Chuẩn bị kim loại Na này, Mg dung dịch phenolphthalein và nước cốc thủy tinh, rồi sau đó chúng ta tiến hành thí nghiệm đúng chưa? Rồi rất đơn giản thôi. Nói chung đây là một câu hỏi về phản ứng của hai kim loại Na và Mg với H2O đúng không? Chúng ta có thể nhìn đề, nó mỗi cốc có chứa 200 ml nước, 200 ml nước đấy. Rồi nhỏ tiếp dung dịch phenolphthalein vào, ok, viết phương trình hóa học của phản ứng, quan sát hiện tượng và thực hiện các yêu cầu. Ý số 1 đúng không? Ok, ý A. Rồi câu A. Rồi. Lấy hai cốc thủy tinh, mỗi cốc có chứa khoảng 200 ml nước. Đây, một cốc thủy tinh đúng không? Này trong này có H2O. Rồi ha, H2O và nhỏ tiếp về dọn dịch phenolphthalein vô. Thì phenolphthalein ở trong đây á thì dung dịch cái nước này á, nước này bình thường phenolphthalein gặp nước thì rõ ràng nó sẽ không có hiện tượng. Đúng mà, đầu tiên ban đầu chúng ta thấy một điều là không có hiện tượng. Không có hiện tượng gì cả, tại vì nước phenolphthalein hoàn toàn không có xảy ra bất kỳ phân dịch nào hết. Nó chỉ là hiện tượng hòa tan bình thường thôi. Được chưa? Rồi sau đó cho mẫu Na vào cốc 1, cho mẫu Na vào cốc 2. Đây chính là nước không? Cho Na vào, đây là cốc số 1. Lúc này cho Na vào cốc này thì lúc này sẽ có phương trình xảy ra là Na cộng H2O sẽ tạo thành NaOH và sủi khí H2. Đúng chưa? Rồi số các con cân bằng thôi. Khí H2 bay lên. Vì hiện tượng chúng ta mô tả rồi, mở tập ra ghi ha. Hiện tượng phương trình này xảy ra được ở cốc thứ nhất. Hiện tượng là gì? Đó là sủi bột khí H2, Na tan dần. Đúng rồi, Na tan dần, sủi bột khí H2 và một số hiện tượng nâng cao nữa, ví dụ như là Na sẽ chạy vòng tròn trên mặt nước và có thể gây hiện tượng cháy nổ. Nếu như các bạn dùng một mẫu Na đủ lớn, đúng không ạ? Thật ra Na thì các bạn tiến hành một hạt đậu nhỏ xíu như vậy thôi. Được chưa? Trong vòng thí nghiệm mà các bạn tiến hành mẫu Na to là thể gây vỡ ống nghiệm ấy. Tại vì Na có độ hóa rất là mạnh với nước. Đó là cái gì hiện tượng. Rồi tiếp tục này, hiện tượng gì phenolphthalein thì chúng ta ghi là gì? Phenolphthalein dần chuyển sang màu hồng. Dung dịch sẽ dần chuyển sang màu hồng. Bố mà tại vì phenolphthalein mà khi tương tác trực tiếp với NaOH, một dung dịch có tính kiềm mạnh ấy, thì lúc này nó sẽ chuyển sang màu hồng. Đây là một trong chất chỉ thị dùng để nhận biết các dung dịch kiềm, các dung dịch bay. Hay tiếng Việt là nhận biết cái dùng phenolphthalein để nhận biết các dung dịch có tính 3 giờ đấy. Đấy phenolphthalein, phenol BH phthalein, thấy không? Ok, âm tiếng Việt luôn của chúng ta. Rồi ok, các bạn ghi một số hiện tượng đúng không? Số bột khí H2 Na tăng dần. Na bao tròn chạy vòng tròn trên mặt nước có hiện tượng cháy nổ. Rồi dung dịch dần chuyển sang màu hồng. Dung dịch dần chuyển sang màu hồng. Rồi ok, đó là cái ống nghiệm ở cái thí nghiệm số 1 đúng không ạ? Thí nghiệm ở cốc số 1. Rồi tương tự như vậy, chúng ta bỏ mẫu Mg vào ống nghiệm ở cốc số 2. Bỏ Mg vào. Người ta chỉ kêu bỏ Mg vào thôi, đúng không? Làm cần thay thế Mg trước khi cho vào cốc, tại vì có thể xảy ra hiện tượng oxy hóa và Mg cộng O2 ra MgO ấy, nó bám bên ngoài. Khi các bạn cạo sạch rồi các bạn cộng vô, các bạn bỏ vào nước á, thì lúc này á, nó sẽ không có phương trình xảy ra, tại vì Mg là một kim loại cũng tương đối mạnh đấy, nhưng mà nó không có hoạt động với H2O. Để hoạt động với H2O thì năm kim loại mạnh nhất là khi nào linh bảo cần, tức là kali này, potassium, natri, lithium và bảo cần là barium, đúng là Ba đấy, với calcium tức là Ca, đúng không? Là năm kim loại hay trong nhóm học của tôi gọi là năm nam siêu nhân đấy. Còn hàng Mg thì nó sẽ không tương tác được với nước ha. Rồi ok, Mg không tương tác với nước. Nhưng mà các bạn nên nhớ nha, khi nước này các bạn đun nóng á thì có phương trình xảy ra, đó là phải có tê độ. Chúng ta nhìn đề đi, đề hoàn toàn không có tê độ, đúng không? Tôi có đọc thiếu không? Lấy hai cốc thủy tinh mà có chứa 200 ml nhỏ và dọc dung dịch phenolphthalein vào, cho mẫu Na vào cốc, cho một dây Mg vào cốc 2, hoàn toàn không có tiến hành nhiệt độ nha. Hoàn toàn không có nhiệt độ ở đây, chứ đó hoàn toàn không có nhiệt độ, không có xảy ra phản. Được chưa? Có tê độ thì mới phân. Rồi vậy thôi, vậy là xong. Mấy các bạn ghi là mũi tên đánh chéo là xong. Tức là ở thí nghiệm số 2, ở cái ốc cốc số 2 thì hoàn toàn không có hiện tượng, không có thí nghiệm gì hết. Không có hiện tượng gì hết, không có phương trình. So sánh mức độ phấn của sodium và magnesium quá dễ rồi đúng không ạ? Kiểu này khi rõ ràng chúng ta thấy là ở cốc số 1 thì có phương trình xảy ra Na phấn mãnh liệt. Còn cái ông Mg á, thì ông phản ứng rất là... Xin lỗi, ông Mg thì tôi nói lộn, Mg không phản ứng được với H2O. Chỉ xảy ra khi đun nóng thôi, mà đây không yêu cầu khi đun nóng luôn. Được chưa? Vậy là hoàn toàn không có hiện tượng gì hết. Để so sánh mức độ phản ứng là Na sẽ mạnh hơn so với Mg. So sánh mức độ phản ứng của sodium và magnesium với nước, vậy là Na phản ứng với nước mạnh mẽ hơn so với Mg. Mg thì không phản ứng. Nếu cần phản ứng thì cần đun nóng, còn Na phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường luôn. Mà nó nhiệt độ thường mà gây hiện tượng cháy nổ. Đây là cái hiện tượng rất là đáng lưu ý, đúng không ạ? Rồi các bạn có gì không rõ cứ bình luận bên dưới ha. Dạ xong. Này là câu B nè. Rồi ok, vậy xong ha. Sẽ bắt đầu với nước, là cái này là so khi chúng ta phấn với nước, thật ra không phấn với nước đâu các bạn, mà là ra phấn với nhiều chất khác nhau thì Na đâu đó nó có hiện tượng nó trội hơn so với Mg.
nè, đâu đó nó sẽ có một số hiện tượng dễ quan sát hơn so với MG. Mặc dù MG có một số hiện tượng cháy sáng, nhưng mà về mức độ hoạt hóa, về khả năng tốc độ phứng như nào đó thì NA đâu đó trội hơn. Tại vì NA là kim loại hoạt động mạnh hơn nhiều so với MG trong thực tế, không chỉ xét phân dưới nước không. Ok, cái gì không gọi chúng ta bình luận.